Thứ nhất ấy, từ trước từ cái tòa nhà của mình, từ khi mà nó nảy ra cột điện này vẫn chưa dùng đến đúng không? Đấy, cột điện này là trước kính rồi, nào là thẳng rồi. Trước cao hơn nhiều đúng không? Cao hơn rồi. Đó, cho nên thế là hóa giải nó đấy. Nhá. Là việc thứ nhất. Việc thứ hai năm nay lại cũng dán ra cái phù thay thế đấy nhá. Để năm nay cũng là đông bắc mà. Đấy, bác còn chưa đi hai nhá. Thì trước theo năm từ hôm nào đến khi khảo sát đến nay còn vấn đề gì thay đổi đây không? Quan sát xem nào. Riêng là cái vị trí ngã ba kia rất là tốt trên cái dây này đấy. Nhá, ngã ba thì rất là tốt. Trước đã xem tính toán rồi. Tôi lấy là có lộc cho cái nhà mình. Đấy là cái thứ ba, còn bây giờ thì vào ảnh hưởng môi trường bên ngoài thì không yếu tối thôi. Thì nó hóa giải rồi. Trong này á, này cái cung vị thì ở đây ấy là toàn bộ cung vị đây là đông bắc hết, toàn bộ cung này trước này đông bắc hết, mà đông bắc năm nay ấy, tại sao nó lại đây động khí càng tốt cho người, thứ nhất là nói về động khí nhá, việc hoạt động ở khu này như kiểu là tổ chức hoạt động linh đình ở đây càng tốt. Bên kia có quán trà thì từ đi chợ đông người, đúng không? Tức là khu này mát, tại vì sao sao đấy là sao lành nhất và tốt nhất đó, mà sao lại thuộc thổ mà đông bắc cũng thuộc thổ, thế thì kích hoạt nó bằng cách hoạt động nhiều này, đá này, những cái gì thuộc thổ ấy đó, đá hay gì đấy, đúng rồi, nếu không đấy cả khu đấy cũng thuộc thổ luôn. Thực ra sau này nếu mà tính cao cấp hơn nữa thì anh tính cho đặt quái nào thôi, nhưng mà đây khối này nhỏ không đáng kể để tính gì đấy. Nếu mà xác định có khối đá lớn này to chẳng hạn thì anh tính thì sẽ quái này hơn lớn mới tính. Nhưng mà những khối đá nhỏ kia là tích vào ban thần tài thì thường không tính đâu. Đấy. Ừ. Thì sau này nếu mà có mua thì xây hóa bộ được chứ? Không, hay là tận đây thôi. Hai bên thôi. Đồng năm nay đồng hồ đặt ở phút trước cũng tốt, đồng hồ đặt ở phút này cũng tốt. Đúng rồi. Không, cái bình đấy là nguyên. Như ở phòng đấy. Kích hoạt trong phòng đấy. Thì sau này tôi tính xong, nhưng mà cái quái là không đã tính chuẩn hơn chút rồi đã, nếu không thì mình thôi. Còn cái đồng hồ ở cung này là tốt rồi, đồng hồ ở cung này là vì sao? Bởi năm nay cũng tốt, đây là cái vị trí này. Có mắt thẩm mỹ của em mà nhìn đẹp hơn thì em cứ treo. Tức là đẹp anh thường cái treo. Có phải là cái treo đồng hồ là giữa cái bảng này nữa. Đấy, đấy là cái phòng này. Và phòng này có một điểm nữa là chỗ này tâm này, tâm phòng này, tâm của nhà này. Đây là tâm của nhà này. Mà năm nay ấy, chỗ này cũng em sẽ đi lại nhiều. Mà chỗ này là năm nay là sáu phòng mà xấu nhất nằm ở đây. Như vậy là đặt ở đây thì từng đặt đá ở đây mà đặt thì đồ kim loại đây thôi. Kim loại tốt nhất là người ta cũng đặt thiệt chống gió được, là người ta dùng hoa mai hoặc là ngũ đế nhá. Theo một tiền ngũ đế vậy. Đúng rồi. Anh bỏ cái gì? Đấy. Còn trong này. Còn đây. Bếp này năm nay đúng chưa? Cái trong này vị trí đặt bếp lên ok rồi. Chứ là tính toán để là tốt nhất rồi, mình có cơ hội làm lại rồi. Còn nhưng nước thì nhiều khi mình đặt đây hợp lý, mình có đối diện nhá. Mình để cái vòi đối diện sang bếp này nhá. Nếu mà nếu đối diện thì mình phải ấy. Có chắn nhá. Con đường đây bên ngoài này, nếu về thêm bên ngoài một chút, lao thẳng vào phía nhà mình đúng không? Con đường đấy. Vâng. Lao thẳng về nhà mình.
Nếu những người mà thông hiểu về phong thủy rất là tốt ấy, thì người ta sẽ tính theo vận con đường này sẽ rất là tốt từ giờ đến hết năm 2023, không phải là xấu. Nó chỉ khi người ta đi lại nhiều ấy thì nó chỉ bị xung về về ánh sáng thôi, về lấy gọi là khí xung thôi, thì mình sẽ hóa giải nó bằng cách là dùng cái gương cầu đồi thôi là được. Còn lại cứ để cho người ta đi, cứ để con đường này đấy, không cần phải kịch nhiệt để nó lại chắn nó. Nếu thế thì cứ làm cái vách ngăn đây bởi vì chắn nó cũng làm mà bọn nó ấy cả. Đúng rồi, cái nào đây? Thực ra ngày xưa khu này nó là cái hồ nước ấy, thì cái dãy này kiếm tiền rất là dễ, cực dễ luôn. Vâng. Rất rõ ràng, nhưng mà cái kiếm đổ lên nó chưa làm hình thái gì thì đâu. Thì chưa đến, nhưng mà khả năng năm nay là sẽ bán và xây dựng đúng không? Vâng. Nếu nó xây dựng lên người đi nhiều là khu nhà này có lợi. Đấy tôi. Đấy. Sẽ làm thêm cái vách ngăn bếp với lại bình nước. Đúng không? Có khi cái phòng làm việc của từ khi mà nó làm khu này em nhìn ra thì nó không phải đẹp hơn đấy, đúng không? Lại cảm thấy đẹp hơn đúng không? Không thấy đẹp hơn. Không thấy đẹp hơn trước à? Cái vị trí bàn làm việc của em ở cung Tây Nam năm nay có một cái số này 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Năm nay là toàn bộ cung này lại là sao nhĩ áp thổ đây, treo cho tới tương gió đây, sao? Treo chung gió ở trước cửa. Hình như ngày xưa này mình có tương gió rồi sao ấy? Chưa. Treo chỗ này, treo ngoài cái song sắc này. Cửa này mở được đúng không? Mở được. Đúng rồi. Treo tới tương gió đây, nha. Treo ra bên ngoài. Treo ra bên ngoài, có gió, thằng thỉnh thoảng mở cửa ra. Bởi vì sao? Bởi vì là chung gió cho kim loại ấy. Bởi vì năm nay sẽ dự báo nếu mà ở cái dãy thang này này, từ tầng này lên tầng trên, nếu mà nó sẽ dự báo cho em biết về thị phi đấy, về sức khỏe. Đó. Thì cái sao này thuộc thổ, mà thổ nó sẽ gì? Nó sẽ dùng kim để tiếp. Như vậy là chung gió là đỉnh cao nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chung gió nó tạo ra tính chương, nó làm cho cái thổ bị tiếp đi rất là nhanh chóng. Cái thứ hai nữa là em phải gì, em đặt cho anh cái đồ kim loại trên bàn cho anh, như là tiền hoa mai, tiền mũ đế đặt trên bàn cho anh đấy nhá, đặt trên bàn cho anh được, ok. Tính thổ thì không được làm động, ví dụ như trong phòng này đừng có làm động tính thổ của nó lên, đừng có suốt ngày di chuyển cái này, giữ cố định đá phải lý. Đúng rồi, giữ cố định mãi, đừng bao giờ di chuyển những cái vật chất mang tính thổ, hiểu chưa? Thì nó sẽ kích hoạt thổ lên đấy. Mà thổ này là thổ là xấu, thổ này là thổ thị phi, thổ ôm yếu, tức là sao này là sao chủ về thị phi và sức khỏe đấy. Thế là gì? Thế sao năm cô bỏ cái này đi không anh? Cái này năm trước là để tránh thị phi đấy. Cái nào? Tránh cái màu đỏ hay là để tránh. Năm tới màu đỏ thì lại không dùng. Vâng. Năm vừa rồi thì lại dùng. Vâng. Năm nay hạn chế màu đỏ, bởi sao màu đỏ nó lại sinh cho thổ đấy. Thế thì tức là hết năm mình sẽ lại. Đúng rồi, mình không cần. Màu đỏ nó sinh cho thổ thì mình không cần. Thực ra là cái màu này nó không đáng nhiều lắm, nó không nhiều lớn lắm đâu. Mình thì năm ngoái mình chỉ kích hoạt thêm một chút thôi đấy. Nhưng năm nay thì mình năm màu đỏ này không lớn. Ví dụ như cái này, biển này em để nguyên đấy, không cần phải bỏ đi. Yeah. Ừ, không cần bỏ đi, nó không bỏ đi nhiều thành. Nó bỏ đi một cái kia thôi để cho đẹp cái này thôi, còn em không bỏ đi. Theo anh nghĩ là không nên bỏ đi. Em chỉ đừng động vào cái gì tác động tính thổ, đừng dùng ống điện màu đỏ thôi. À, thêm một cái giải pháp nữa, nếu mà những người hiểu phong thủy thì dùng gì? Dùng ống điện màu trắng này. Đây, thêm bóng trắng đây đúng rồi, đây hệ là bóng trắng. Cái này sẽ bỏ đi à? Tắt đi. Bóng vàng tắt đi. Tắt, không bật. Từ bóng điện vàng. Thay, em thay màu trắng được mà. Thay màu trắng. Vàng và đỏ nó bỏ nhá. Thay màu trắng. Đó. Thì những người mà hiểu không thì người ta còn dùng bóng điện bật quay về hướng tây nam luôn. Đúng rồi, màu trắng. Rồi nó ngoài. Thuộc kim mà. Đấy. Cách này rất là hay. Mà như vậy là cái nhà này đặc biệt lưu ý cái gì? Đặc biệt lưu ý cái phòng này. Cái phòng kia này nữa, nó giống hết nhau. Năm nay nó sao xấu nó bay đến năm tới đấy. Tức là phòng em với phòng kia là đúng rồi, tất cả phòng dãy này thẳng lên. Hóa nó đều đúng rồi, đều hóa giải như thế. Nhưng mình có thể dùng một cái chung gió cũng là hiệu quả. Tối đa thì dùng hai cái thôi, không nên dùng nhiều lắm. Nhưng mà mình nếu thường thường như ở phía nào thì mình dùng luôn phía đấy. Ví dụ như là đối với dãy nhà này, tới đây em sang năm 2022 này em vào ấy, em sẽ thấy căng thẳng hơn. Em sẽ thấy khó chịu hơn. Em sẽ cảm nhận được ngay, im mà xem.
như kiểu là cái Thủy nó là giám đốc của cũng là Hướng Cờ Giang ấy, anh vào anh bảo là năm nay nhân viên của nó là đối diện với cái hướng đấy, năm đầu năm rồi nó toàn tính nhầm, toàn tính sai số công các người, nên nói đúng hơn, nên từ khi nó treo trong gió phát là ổn luôn. Thế còn mình sang năm mình sẽ dùng đấy. Ở đây thì trước để kiểm tra tại sao có những cái gì ở phía trước chưa tốt nữa. Hello. Chào các bạn nha. Chào nha. Bạn nào của các bạn nào ngồi hay bị nóng nhỉ? Chỗ này hay nóng biết. Nóng nhất à? Ngồi này hay nóng nhất à? Cái này nóng nhất. À, yeah. À, sao nào. Phan Nam thì không thể lắm được, bởi vì Phan Nam là Phan số 8 ở đây, nên các bạn này làm ở đây Phan Nam rất có lợi, và tất cả cái phòng này Phan Nam rất có lợi và sẽ có được cái việc thu nhập tốt hơn, nên các bạn không bao giờ nhắc đi được. Năm vừa rồi thì hơi xúc động một chút thôi, năm nay năm tới yên tâm đi. Năm vừa rồi đấy là cái sao đấy là sao thứ 9 nên rất bạch, nên bạch thủy và hướng này là thổ thủy khác nhau, nên là ngồi đối diện đúng không? Ngồi đối diện là hơi có vấn đề chút. Đây cô này ngồi đối diện. Giờ Tết thì chủ động một tí nữa là sang Tết thì cô này lại nọc nhất. Qua mùng 4 Tết thì chỗ này lại ngon nhất. Đây cả khung mà anh vừa nói là khung này càng động nhiều càng tốt đây luôn. Đúng rồi. Cho khá thoải mái thì khoảng cho mấy cô này cô có hò hét lên tí. Nhảy múa thoải mái hò này. Sang năm. Sang năm hò hét lên. Yên tâm vị trí này sang năm yên tâm, vị trí sang năm này là tốt nhất. Chẳng qua là mấy vị trí này là vị trí này đối diện mà. Đối diện này thủy khắc, thổ thủy khắc nhau thôi. Nên là hơi nó có thể thay đổi thôi. Nhưng không phải tại cái nếu mà tại vị trí là tại hết cái vị trí này này. Nó như nhau. Tại khác nhau là nhưng mà mỗi hướng thì khác một chút thôi. Cô này cô quay lại đây. Yên tâm nha, Phan cứ ngồi yên đấy. Đang nghĩa cây bàn mà quay ra ngoài. Đúng rồi, thì sẽ ok. Chẳng hạn như là dây sang đây và quay đấy thì ok. Nhưng mà thôi ngồi thêm tí nữa, yên tâm nha, Phan Nam sẽ rất nhiều tiền. Cứ ngồi yên đấy, chịu đựng thêm chút nữa nha. Từ Phan Nam trở lên đi ấy, là chịu khó mang thêm một cái đài dây đồn cho Loa. Loa kéo, nhảy. Loa kéo nhảy. Phan hò thêm chút nha. Cái này không phải ý kiến với em ấy. Đây miếng của thầy nhá. Đây miếng của thầy không phải miếng của em đâu. Cảm ơn. Cảm ơn. Cái này nó là trung bung này. Cái này nó là vệ sinh này là vi phạm ngày xưa tính rồi này đúng không? Không mà không có chưa có treo đấy cả. Thấy không? Chưa hóa lại đó nhá. Treo vệ sinh nhà vệ sinh này hóa lại nhá. Nhưng nhá. Nhà vệ sinh này là chắc chắn là phải hóa giải, bởi vì sao năm tới đây cũng là cái năm chung cung. Và hai nữa là khu này là khu tập thể, anh phải nhắc vệ sinh sạch sẽ. Vệ sinh sạch sẽ thì hai nhà vệ sinh, ba nhà vệ sinh đều đúng kiểu đấy. Đúng rồi, không tầng 1 đâu phải đâu. Chỉ tầng này thôi chứ. Tầng này với tầng 3. Đúng rồi. Thì vệ sinh sạch sẽ và phải hóa giải thì cần làm gì anh? Phòng có tổng. Nói lốt nhà vệ sinh sẽ phải làm gì anh? Thứ nhất thật sạch sẽ này, thứ hai là mình hóa giải chung cung ấy. Dùng cái gương con quái gỗ đèo đấy với lại cái đá. Đúng rồi, đá bảo bình nhá. Đấy, hai cái gương ngũ đào và đá. Gương ngũ đào, đá bảo bình. Đá bảo bình à? Đúng rồi. Ở nhà vệ sinh tầng 2 và tầng 3. Đúng rồi. Em nói vào đây cho nó nhớ. Ông này phòng ông này sẽ đỡ hơn phòng dưới. Sẽ đỡ sát hơn phòng dưới. Bởi vì sao? Bởi rất nhiều nước. Rất là nhiều nước bởi vì đấy, ông không có cây nước nhưng mà nước của ông vùng quanh đây vẫn nhưng mà nó sẽ hãm thì sao thì hãm thổ sao đi thì cái thổ thì nó khác nhau ạ. Cái thủy này nó sợ nhất là cả thể ngũ hoàng nó mới sợ thôi, ngũ hoàng nó sẽ đánh nhau rất mạnh nhưng mà đặt ở vị trí tây nam ấy, của năm tới thì nó lại kiềm chế, nhưng là sang năm ở phòng này ông sẽ yên tâm hơn phòng dưới, nên là nếu mà trong chung gió treo gió nó chỉ hoàn toàn yên tâm đấy nữa. Đó, riêng dãy nhà của em kiểu gì em cũng có treo gió ở dưới. Các anh ngoài cửa treo. Còn nếu không treo ấy, nếu không treo thì ông treo tôi sâu tiền cổ cũng đế, hoặc là hoa mai, hoặc là tam cát hoa mai á, treo lên. Đấy, trong này vì nếu ông không có móc treo ra ngoài, còn dưới kia thì treo ra ngoài. Dưới kia nhưng nhất định phải mở hết cửa ra nghe. Ví dụ đầu Tết ấy, ta Tết là treo chung đấy. Cửa đấy nó hỏng rồi. Thỉnh thoảng mình cứ mở ra mình nghe tiếng chuông đấy nha, rất tốt. Đấy, trong này thì thế thôi. Đấy, yên tâm. Cây nước vẫn đặt vị trí này hả?
Đúng rồi, nếu mà đặt đấy thì đặt ngay năm nay, tuyệt đối không được để sang năm. Đặt ngay đây được, đặt luôn đây, đây được. Đúng rồi, đặt luôn chỗ này nhá. Tiền chỗ này, tiền về đấy, đúng rồi, đúng rồi. Thế lại tiện quá, luôn chỗ đấy, cái nước chỗ này cũng tiện, đúng rồi. Nhá. Còn cái bình nước này thì có thể đây được, sạch thì để, mà không thì thôi, thì có cây nước rồi thì em trồng cái cây gì đó cho nó đẹp, sạch mà nước lúc nào cũng sạch thì để. Đá thời gian để vẫn là có việc giữ nguyên tất cả những cái gì đã trước đây đặt rồi, giữ nguyên đấy nhá. Nào lên thành trên từ ngày ta làm gì ngày hội mất hai cái nhà vệ sinh thôi, cũng là phòng của nhân viên, nhưng hiện tại là nhân viên đang có cái ban thờ anh tính cho lưu xuống khoảng tầng ra, nhưng mà chưa làm được. Anh cũng chưa bảo vừa hay cái ống kia chỗ khác nó chưa làm được điều nhỉ? Cái ống thì không thay được chỗ khác anh ạ. À mà chuyển cũng chưa bảo chuyển cái gì nhỉ? Anh nói rồi nhỉ? Anh ý em phải đẩy cái ban thờ dưới lưu ra. À mà là tấm chắn, cái tấm một đường tấm chắn ở bên trong và đẩy cái bàn thờ lui ra xong rồi em muốn hạ thấp xuống để tiện hơn. Chính đó là chính là sự vướng mắc bên. Còn nếu không ấy, nếu không chỗ này mà rộng rãi này mà thừa thì mua cái mua cái bàn thờ, bàn thờ để cái nghi thờ của chất ở đây bàn thờ và để đấy có chất đồng hoàng ở đây. Thế thôi em mua cái bàn thờ. Đấy. Vì cũng chẳng ngồi ở đây mấy đúng không anh? Đúng rồi, có ngồi nhiều. Ngồi thì cũng ngồi từ ngoài này ra. Cũng không ngồi hết. Đúng không? Thì mình ngồi ở dãy ngoài này trải hướng gì đúng không anh? Đúng, làm sao cả. Đây thực ra cũng không ngồi mấy. Phòng này trước đây mới làm thêm những cái này là ai làm gì ở đây? Ít khi đúng không? Ít. Không thế nhưng mà năm nay ở cái cung này mà để cho nhân viên nó ngồi phòng xe ở đây mà hoạt động nhiều là tốt đấy. Tốt. Cung này là tốt đúng không? Chúng xác. Đó, thì năm nay thì vẫn để cho phòng cho hoạt động. Thế này là cái chỗ này quan trọng nhất từ trước này này. Nó lắm rồi, cái bàn thờ này, con rắn nó nằm ở trên chỗ. Hay. Nhưng mà quay ngồi ra ngoài thì nó ngược sáng thì anh nhỉ? Thì phải bắt buộc để... Không sao, quay được. Quay ra ngoài được không? Thì nó sẽ không bị vào cái kia nữa. Thì nếu là phải bắn ra bên này. Không phải bắn, mà vấn đề là mình mua hẳn cái bàn thờ. Mua hẳn bàn thờ được. Ý là để bàn thờ thì gọi là viện ngồi dưới đây thì chúng nó đỡ ngại. Chứ để cái bàn thờ dưới thấp này thì sợ chúng nó ngồi đúng ngại. Nếu thế thì bắn, quay sang đây. Thế này mình sẽ điều chỉnh. Quay sang đây được không? Được, quay sang đây được. Sợ nhìn ra ngoài sáng. Không, nó không sáng quá đâu. Không sợ. Nó chắc là chẳng đến độ sáng lắm đâu. Em sẽ không để cái ống lươn nó đè cái ống lươn kia được. Điều hòa hay là ống lươn nó khí nó chuyển liên tục khi ở điều hòa. Đúng. Vì không thể để trước mắt hương được từ trước đến nay. Thực ra cái ban thờ ấy là quan trọng nhất là trang trọng. Cái thứ hai nữa là trong một không gian này thì không nhất thiết phải hướng quan trọng quá về hướng và quan trọng về vị trí là quan trọng, cái là vị trí đó là em phải xoay cho mẹ, ta nghĩ là xoay cho mẹ đấy, là xoay xong rồi đấy là được thì đúng rồi, xoay sang đấy và cách cái ấy ra, cách cái con lươn ra một tí thì mình phải, tức là cái mét trong nếu mà đã xoay thì đấy bắn từ đấy ra đấy. Đấy, nhắn ra đấy thì nhân viên nó ngồi dưới này cũng được, chẳng sao vì nó ngồi dưới mà nó làm y mã nó không phải đến mức mà có thể là mình sẽ chuyển một cái bàn này sang bên này chẳng hạn, đâu hết đâu mà dùng hết đâu, thì mình dùng hai cái bàn thôi, đâu mình không nên dùng ngồi hẳn dưới cái nó tư tưởng nó thoải mái đâu, cái người ngồi ấy, hay không ngồi dưới, mình có thể dùng trang trí thôi, đặt cái bàn sang bên này, nhá. Thế thì em sẽ sau cuối năm là mình xin di chuyển bát hương, là mình cứ thắp hương và lễ tạ cuối năm hoặc là 2-3 ông công cũng được chứ không phải chọn ngày đẹp. Chọn ngày đẹp lúc nào anh chọn cho chuyển trước Tết trước 2-3 ông công. Vâng. Đấy. Cho yên lúc nào em có ý định bảo anh, ví dụ như ngày mai ý hương thì bảo anh để anh xem ngày đẹp thì con chuyển sang đây. Thì đúng. Bàn thì cho hai bàn vui lên đây, bỏ một cái bàn dưới. Đúng rồi, bỏ bàn dưới đi, bàn dưới là chuyển sang đây này. Đây này. Ok, đấy cho anh sẽ sắp xếp được còn sao đâu đúng không? Vâng. Thế là hóa giả hai nhà vệ sinh. Thay đổi cái bàn thờ. Đó lên phía trên để nhìn cái xem đúng không? Nên lên để nhìn xem là có vấn đề gì không? Đây bình nước ở trong này. À chỗ này là sạch sẽ lắm rồi đúng không? Ô nước rồi đấy. Ô nước này kìa. Ô nước để cho nó off kia. Thôi đi nè. Nó chỉ là một phần thôi. Thôi được rồi, nó
chỉ là một phần thôi, nhưng phải nó là không phải là tất cả. Nhưng ở chỗ này đương nhiên tự dưng cái phòng này sẽ nhiều rồi. Đúng không? Ta định làm chỗ đâu, chúng nó nghỉ trưa, nghỉ trước các thứ. Ừ. Ok, nghe xem như thế này. Cái chỗ này từ trước ấy có nào ở chỗ ở không? Không. Không, không trên này. Thôi rồi đúng không? Bây giờ là nó cũng gọi nhà, sau này nó gọi đi sang đây để vào không được. Đúng rồi, đúng rồi. 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 Có nhiều tiền. Đúng rồi, có nhiều tiền. Thế thì em phải làm cái bàn đấy, dọn cho đây sạch sẽ đi, xong làm cái bàn thỉnh thoảng đây nước. Năm nay thầy từ trước này là ông ấy phải dọn đi nhá. Tất cả sạch sẽ hoặc nào vào. Thầy tới này thao thao tốt chưa đến này, mình để đừng để nó giảm phí của chúng tôi đi. Đúng chưa? Em làm bộ bàn ghế thì em ngồi nước, em sẽ dọn hết sạch này. Đúng rồi, tăng bật loa lên tối lên đi hát thì hát. Đó, thấy chưa? Rồi. Đấy, cái này là cái cột điện trước thôi. Xem cột điện là phía trước, trước nhà. Khi mà... Cũng giữ nhà luôn. Khi đúng hôm thầy đến phát hiện ra là có cái cột điện phía trước nhà. Chính giữa nhà. Nó may mắn là nó ở bên kia đường không? Nó bên này. Nó đỡ thì nhiều. Bán hết cái này đi, dọn hết. Bán hết đi để làm gì? Cái này không dùng đến bán đi để làm gì? Chỗ này em sẽ làm cho nó thật đẹp. Đúng rồi, làm đẹp. Sang năm em sẽ làm đẹp và em mở cái cửa này ra cho khí thông xuống. Đúng. Thường xuyên. Chính xác. Em sẽ mở cái cửa thường xuyên cho khí thông xuống. Đấy, những cái gì mà anh nói về các lợi của năm tới thì cứ tận dụng. Tóm lại là sang năm sẽ làm chỗ này thật đẹp để chỗ ngồi nghỉ mỗi lúc mà ở kia có thể di chuyển lên đây để làm việc buổi ban ngày hoặc lúc nào em căng thẳng, em lên đây cho anh thì sẽ di chuyển lên trên này cho nó thoải mái. Bởi vì cái và mở cửa đây thường xuyên để đón sao đẹp. Đúng rồi. Bởi vì cái vị trí dưới của em ấy là năm dưới là hơi kém. Đấy, sang năm nếu không cần thiết là một là em sẽ di chuyển đến đây em ngồi ở đây em làm việc. Cũng như cái ngày bình thường mà nó gió mát các thứ thì không cần thiết. Đấy, nên em giải tán hết những cái này đi. Vỏ bán nhé. Em về đến thì bán đi để làm cái gì. Em sẽ đăng ký cho chị.